Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay chỉ đang một thuyết âm mưu, nhưng mà thực sự đối với cái người đối với người mà quan sát truyền thông như tôi á thì tôi thấy đó là cái cơ sở. Có lẽ không tự nhiên bà Sư Minh Tuệ được đưa về đúng vào mùng 1. Và có lẽ không tự nhiên ngày hôm nay là mùng 2 mà Sư Minh Tuệ lại không đi khất thực. Có lẽ không tự nhiên khi mà ngày hôm qua bà lên tiếng đòi quất Sư Minh Tuệ và dùng những từ nữ rất nặng nề. Xin thưa với các bác. Thật sự, đứng đằng sau là ai? Những ai đã làm nên cái chuyện này? và có lẽ chúng ta cần phải có một cái tư duy nghiêm túc để nhìn vào sự việc này như là một sự việc mang tính chất đặc biệt chứ không còn đơn giản nữa tôi xin chia sẻ với các bác như sau bây giờ các bác hoàn toàn có thể kiểm chứng lại chúng ta vào một số trang mà được cho rằng là cờ đỏ hay rằng là dư luận viên đặc biệt là một số cái blog ví dụ như che làng blog hay một số blog khác hay là những người được mệnh danh là cờ đỏ thì uh, trước khi sư Minh Tuệ được thả ra, để gọi là được đưa về gia lai để mà xuất hiện trở lại trước công chúng thì uh, sư Minh Tuệ Như? trước khi được đưa về đấy thì uh, đã có hẳn một cái chiến dịch. Tôi để ý rằng là rất lâu uh, cái đội nhóm này lúc đầu thì họ là sư Minh Tuệ xuất hiện này, đợt cả tháng năm tháng sau ấy, thì họ rất rất kinh khủng nhưng mà lúc đó thì bà con mình rất là cuồng nhiệt với sư Minh Tuệ. Thế nhưng mà sau khi mà bắt đầu mọi thứ tạm lắng đi khi sư Minh Tuệ không xuất hiện thì họ cũng im lặng hoặc là nói về chuyện này rất ít. À, cùng lắm chỉ là mấy cái chúng thanh niên của bên phía thích chân quang mà thôi. Tuy nhiên đợt này cách khoảng sự cách khoảng sư Minh Tuệ khoảng về 2 tuần thì họ liên tục họ lên bài để mà chỉ trích sư Minh Tuệ trên kênh Thanh Trang TV cũng đã trích dẫn một cái bài của một cái bạn như thế và có nói rằng là sư Minh Tuệ nói cái việc rằng là khi mà mà toàn dân đi thì như thế nào và cái điều này ảnh hưởng tới ra làm sao và những thế lực thù địch lợi dụng như thế nào kiểu kiểu như thế họ đưa ra những cái thuyết kiểu như vậy nhưng cái thời điểm nó rất là quan trọng cái thời điểm họ đưa ra là cách sư Minh Tuệ trước khi xuất hiện trở lại có khoảng một tuần và cái tần suất nó dày đặc hơn so với bình thường Đấy là cái chúng ta thấy nhá Cái chúng ta thấy nhá Và sau đó thì các bác sẽ để ý tiếp Đó là việc sư minh tuệ xuất hiện Đúng không? Chưa xuất hiện Chưa xuất hiện thì, thì tự dưng bà Hằng lại nhắc tới sư minh tuệ Cách đó khoảng vài ngày tự dưng là nhắc tới sư minh tuệ Và đòi quất sư minh tuệ Thế nhưng với cái sự phản ứng của cộng đồng thì bà đã quay xe và bắt đầu rằng là lái sang cái hướng đó là Việt Tân và thậm chí nói cái câu chuyện là Việt Tân yêu cầu bà Hằng cộng với cả rằng là những người theo fan Sư Minh Tuệ xuống đường để lật đổ chính quyền. Một câu chuyện mà chúng ta cho rằng rất ngớ ngẩn nhưng cái nội dung của nó nó lại không có một cái xét về mặt chuỗi hành vi thì nó lại không ngớ ngẩn. Tức là hướng mọi người suy nghĩ theo cái kiểu như vậy. Tức là những fan của Sư Minh Tuệ hay là những cái gì đó nó là một cái lực lượng rất nguy hiểm. Theo như là là, là, là siêu phương Hằng nói là Việt Tân nói và bà Hằng thì trở uh, chở cờ để quay về với nhà nước còn cái đám fan của của Dương Minh Tuệ thì chưa chắc và đó là cái mà họ định trục mũ trong cái điều này đó các bác để ý các bác sẽ thấy rất nhiều người giữ lượng viên cờ đỏ là bắt đầu có những cái kiểu cái kiểu như thế và cuối cùng Dương Minh Tuệ xuất hiện Dương Minh Tuệ xuất hiện thì các bác sẽ thấy tiếp tục cái câu chuyện là người dân bắt đầu là đi đảnh lễ thế nhưng ấy, đến sáng ngày hôm nay, à, đúng không? Người dân tiếp tục đi đảnh lễ và tạo ra được một cái hiệu ứng. thì ngay khi buổi chiều của bà buổi chiều hôm đó, thì bà hàng lên một tiếng rất là nặng lời gọi sư Minh Tuệ là thằng, là thằng và thậm chí gọi là cu Tuệ kiểu như thế. À, các bác sẽ để ý điều này. và đến ngày mùng 2 tức là ngày hôm nay đây, thì chúng ta lại không thấy sư Minh Tuệ đi cất thực ngoài đường nữa. lý do thì đôi khi là vẫn khá là đông nhưng mà có một cái hiện tượng đó là hiện tượng làm loạn à gào thét làm loạn ở trước cái thời điểm mà sư Minh Tuệ đi khất thực tức là nó như kiểu một cái cuộc mà gây dối ấy. nhưng mà vụ gây dối này lại không biết là ai làm như thế nào à, công an chính quyền có xử lý không vân vân mà nó chỉ như một cái gì đó vân vân và. và sư Minh Tuệ này không xuất hiện mà chỉ trong khất thực ở trong cái khuôn viên của công ty thôi thì người ta vẫn thấy sư Minh Tuệ mỉm cười nhẹ nhàng và như các bác có thể thấy một cái điều thế này, có lẽ họ không muốn sư minh tuệ xuất hiện, bởi vì họ sẽ ngại rằng à, người ta sẽ đặt cái câu hỏi rằng à, à ngày hôm qua bà Hằng và à, nói về thằng minh tuệ hay rằng là cu minh tuệ thì sẽ nói thế nào, kiểu kiểu như thế, thì có lẽ ở đây á là có lẽ ở đây á thì xin thưa các bác rằng này, họ chỉ để ý để như vậy thôi, tôi chỉ suy nghĩ như thế chứ không tự nhiên mà dương minh tuệ không xuất hiện bình thường một xuất hiện bình thường chả có vấn đề trên đời này cả Và hàng ngày bất cứ ai nói xấu thì việc của sư là sư đi khất thực thế thôi thế nhưng nó cho thấy một cái điều rằng là nó nó cho tôi một cái cảm giác rằng là đấy là những cái dấu hiệu cơ bản để chúng ta thấy nó như một cái chiến lược một cái kế hoạch đã được hoạch định một cách khá chuyên nghiệp cho cái sự xuất hiện trở lại này của sư minh tuệ và người ta đang cố để mà bôi nhọ sự minh tuệ Thông qua cái việc đó Cho nên sự xuất hiện trở lại này ấy, Nó không đơn giản à, Người ta không muốn rằng là Người dân Việt Nam phải thần tượng một cái ông Như là Minh Tuệ Và lập tức là tôi lên một số trang Thì tôi cũng thấy cái điều Rằng là nhiều người cũng 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 dư luận viên ấy, Là bắt đầu có cái tiếng nói kiểu như vậy họ Bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng những người nào mà thông tạo truyền thông thì có thể hoàn toàn kiểm chứng cái điều đó như vậy là sự xuất hiện này là có kế hoạch cho tôi cảm giác rằng nó như kiểu là có kế hoạch kế hoạch bài bản chứ không hề đơn giản và họ luôn gọi những người mà chúng ta thần tượng và chúng ta coi trọng cái phẩm giá cái phẩm hạnh của sự minh tuệ như tôi và các bác ở đây là những kẻ u mê thay vì họ nói họ u mê nọ bên kia thì họ nói rằng là ở đây chúng ta mới là cái người u mê mà thật sự với các bác một cái điều rằng u mê như vậy cũng tốt tôi chả ngại nếu mà đây là u mê bởi tôi u mê cái phẩm hạnh cái đạo đức của sư minh tuệ phẩm hạnh cái đạo đức của sư minh tuệ u mê cái đấy thì tốt quá tốt cho toàn dân toàn dân việt nam cứ nhớ đến lời của sư minh tuệ thôi một là không sát sanh xã hội sẽ hạn chế được cái vấn đề liên quan tới đánh nhau giết người đúng không không trộm cắp chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều nếu ông quan tham nào mà theo sư minh tuệ nghe câu không trộm cắp mà cố gắng giữ giới thì ngân khố là sẽ không bị ở okay, cái vân vân Đúng không? rồi không uống rượu không uống rượu bia thì chúng ta thấy rằng là không dùng chất say thì nó rõ ràng nó phù hợp với nghị định 100 rồi Về với nồng độ côn và rõ ràng là đi ra đường an toàn nhiều hơn bởi vì ít người say xỉn rồi là không ta dâm đúng không? À, một vợ một chồng, các ông chồng trả lo các bà vợ của mình và các bà vợ mình cũng trả lo các ông chồng của mình nữa trong một giới cư sĩ rồi không nói dối chúng ta sẽ chân thật với nhau hơn nói thẳng thắn với nhau hơn như thế thì xã hội đã trả tốt đẹp quá u mê như vậy một xã hội u mê như vậy để trả tốt đẹp quá bây giờ xã hội nó cứ phải lươn lẹo nó cứ phải ăn trộm ăn cắp xã hội nó cứ phải là nói kia chừng đúng không? Cho nên nếu bảo tôi ôm mê kiểu này, tôi cũng ôm mê. Về ôm mê thật đúng những cái điều mà 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 Đức Phật đã dạy, sư Minh Tuệ đã chỉ. Thế thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy một câu chuyện. Các bác nhìn qua, thứ nhất là vấn đề thời điểm tôi cảm thấy rất là trước khi mà sư Minh Tuệ xuất hiện đã có hẳn những cái nó mang tính chất như kiểu là chiến dịch truyền thông. Thứ hai, sư Minh Tuệ xuất hiện và sư Minh Tuệ không xuất hiện và gắn với sự việc xuất hiện của lên tiếng của bà siêu phương hạng và cái nội dung lên tiếng của Sư Minh hạng thì như kiểu là một cái chiến dịch mang tính chất bôi nhọ và chụp mũ, à, chụp mũ sư minh tuệ. Nhưng tôi cho rằng một cái điều thế này, nếu thật sự đấy là một cái mục đích của một nhóm người mà chúng ta cho rằng là họ bị ảnh hưởng lợi ích, họ ảnh hưởng lợi ích sau khi mà sư minh tuệ xuất hiện từ cúng dường rồi nọ kia vân vân, thì à, càng làm như vậy thì như kiểu gậy ông đập lưng ông, sư minh tuệ chả làm gì cả và thậm chí chúng tôi cũng chẳng làm gì cả nhưng nó sẽ như kiểu rằng là là tự mình là sứt đầu mẻ chán đó như đâm đầu vào đá thôi không có cách nào được cả và sẽ tự làm đau mình đó là cái điều chắc chắn bởi vì tại sao bởi vì sẽ không đạt được mục đích bởi vì bây giờ giống như kiểu rằng là bảo sư minh tuệ sai ấy hoạt động sai với đạo phần thì bây giờ tôi chỉ comment trên cái một anh một dư luận viên ấy một anh cờ đỏ tôi chỉ comment rằng là bây giờ là cái thời buổi của mạng rồi của internet rồi của 4.0 rồi kinh sách trên mạng đầy người ta hoàn toàn có thể là tự người ta theo đọc được tự người ta theo đọc được và người ta tự kiểm chứng được là ông Minh Tuệ này đúng hay sai chả cần các anh định hướng chả cần với các anh rằng là lên tiếng nào kia vân vân người ta tự đọc người ta tự kiểm chứng được và cái việc này nó càng làm cho sư minh tuệ nổi hơn nó lại càng làm cho sư minh tuệ lại trở nên rằng là trong mắt một số người dân một số phật tử việt nam và phần đông là sẽ trở nên một cái người mà thật sự người ta tôn kính tôn kính bởi vì đạo hạnh cho nên rằng là sư minh tuệ sẽ chẳng làm gì cả nhưng mà những người này sẽ tự chuốc lấy cái thất bại của mình nếu như đó là cái mục tiêu của họ là hạ bệ cái biểu tượng sư minh tuệ càng cố hạ bệ biểu tượng sư minh tuệ thì sư minh tuệ lại càng cao về vợi lên trường mọi người đó là cái giáo lý của đức phật và chúng ta gọi rằng là giáo lý ngược dòng và đó là cái quy luật như vậy khi anh mà đã giữ tuyệt đối được cái giới luật thì tự khắc mọi thứ sẽ đến với anh thôi anh không mong cầu sự nổi tiếng nhưng mà nó vẫn có một tiếng và thậm chí nó có cả ma tăng nó đến để nó trách anh việc của anh vẫn cứ là tu đúng theo lời đức phật giữ chuyên chú giữ giới và đó là cái điều mà đức phật đã dạy và càng nhìn qua câu chuyện này chúng ta lại càng thấy cái sự vi diệu của phật pháp là chỗ đó người ta không kính trọng những ai có nhiều tiền nhưng người ta kính trọng những người có đạo đức thế giới này không ai nhớ những người giàu nhất trong thời điểm nào và đúc tượng những người đó nhưng người ta nhớ tới những người có phẩm hạnh có đạo đức và giúp đỡ nhiều cho đất nước quốc gia dân tộc đúng không rõ ràng đây là một cái thứ tượng biêu nhưng tôi thấy nó có dấu hiệu rõ ràng lại. là nhắm thẳng vào sự minh tuệ để hạ bệ cái biểu tượng đó và cái dấu hiệu nó càng ngày nó càng rõ rệt nhưng mà không sợ bởi vì những người đó không phải những người hiểu phật pháp phật pháp cho nên họ nghĩ rằng là có thể định hướng, có thể là làm thế nào, thế kia, có thể rằng là, là, vân vân. nhưng mà cứ thử đi, rồi sẽ nhìn thấy rằng là nào, thất bại trước mắt. đúng. và tôi biết mà anh quân nhân trước đây thì lúc đầu là cũng không có cái thần tượng gì đối với sư minh tuệ. nhưng sau khi bà phương hằng lên tiếng thì anh quân nhân này anh đã nói thẳng. Đó cho nên ấy dùng một cái thứ thiếu văn hóa để mà thiếu văn hóa để mà, mà thiếu văn hóa để mà đi công kích cái người có phẩm mạnh thì thật sự không bao giờ thành công được không bao giờ thành công được Đúng đôi điều chia sẻ với các bác cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành